nhớ lắm, nhưng mà thật sự là nó không hề có ấn tượng. Lúc đọc xong em còn nghĩ trong đầu là trời ơi, nhạt như này em sao mà tán được mình. Em thấy trong comment hay không? Chính xác luôn ạ. Bởi vì là cho em hẹn là em chờ khoảng một tiếng cô trang điểm xong. Kiểu ví dụ đương nhiên con gái sẽ có những cái lúc mà giận hờn vô cớ, hoặc là nó hơi làm quá lên chẳng hạn, thì là thường bạn trai mình thì sẽ là an ủi và anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận nữa, rồi anh đưa em đi ăn này kia để dỗ dành chẳng hạn. Là có khi em mất vài ngày mới con gái mới thôi giận. Nhưng mà đằng này chồng em thì không, và đó là cái lần mà em bị sốc luôn chị ạ. Em chào anh chị, chào tất cả khán giả. Em tên là Đạt, em là bác sĩ và có mở phòng mạch về nha khoa. Đạt làm ở quận mấy? Dạ em là đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Là tụi em bay vô đây hả? Dạ vâng đúng rồi. Em ơi, đi vô tham gia với chương trình á hả? Ôi, em có làm chung với chồng không? Hay là làm một công việc khác? Dạ vâng, em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Trương Thị Hồng Nhung, em cũng là bác sĩ, nhưng mà em là bác sĩ da liễu và em cũng có một phòng khám về da liễu thẩm mỹ ạ. Tức là hai vợ chồng đều có hai cái phòng khám và hai cái chuyên khoa nó khác nhau. Cùng là bác sĩ luôn. Cưới bác sĩ. Nhưng mà hai bạn là bao nhiêu tuổi? Đạt là bao nhiêu? Dạ em là 33 tuổi. Em kém chồng em 2 tuổi ạ. Hai vợ chồng là quen nhau như trong thế nào? Trong trường hợp nào? Nhất là vì đồng nghiệp ạ. Thì việc đầu tiên là em quen vợ em là qua Facebook. Vâng. Thì em nhìn thấy có bạn chung ở trên Facebook, thì em có vào tìm hiểu. Em phải tìm hiểu hơn 1 tháng đấy, vì tính em cũng kỹ ạ. Sau đó thì em mới quyết định là kết bạn đấy. Vâng, bởi vì là tính em cũng khá kỹ. Và em có xem là đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cái ảnh đại diện của vợ em. Xinh này, hiền, nhẹ nhàng. Sau đó thì em có vào em đọc những cái comment ấy của vợ em, xem là tức là cái cách mà vợ em nói chuyện với người khác có xem như thế nào. Đúng rồi. Có kiêu không, bởi vì em rất thích là những bạn mà kiêu một chút ấy. Chứ còn lại nếu mà không kiêu ấy thì chưa chắc em đã vậy được. Như vậy là cô này cô comment ta rất kiêu đúng không? Vâng đúng rồi, chính xác đó. Thì phần lớn ví dụ như vợ em đăng một cái ảnh lên thì phần lớn thì các bạn nam sẽ khen là xinh, thì vợ em chỉ nói là cảm ơn thôi, chứ không có là cảm ơn xong đầu như này như kia nữa. Thì là em có để ý cái đấy ạ. Em lập trình sẵn hai cái chữ cảm ơn hay sao? Thôi thật ra là trước giờ em đều vậy, là em giữ khoảng cách, kể cả trên mạng em nhiều khi em chỉ like, em không có bình luận gì hết. Và là cái thời gian em tiếp cận với bạn này thì như thế nào? Là đầu tiên là em kết bạn ạ, xong bạn đồng ý, thế sau em có nhắn tin qua lại ạ. Cũng giống như cái phong cách mà lúc mà em xem cái comment ạ, thì là bạn ấy cũng kêu cảm ơn, dấm dẳng thôi đúng không? Dấm dẳng thôi đúng không? Chứ còn lại nếu mà nhiệt tình quá có khi là chưa chắc đã nên đôi ạ. Em có nhớ là cái tin nhắn đầu tiên mà bạn này nhắn cho em đó là nhắn cái gì không ạ? Em không nhớ lắm, nhưng mà thật sự là nó không hề có ấn tượng. Lúc đọc xong em còn nghĩ trong đầu là trời ơi, nhạt như thế này em sao mà tán được mình. Rồi sao để mà hai đứa mới bắt đầu là lần đầu tiên là hai người gặp đó, nhau gặp ngoài đời nhau, ngoài đời và gặp nhau ở đâu? Thì bạn ấy có kêu giống như là em thấy trong comment hay không? Chính xác luôn ạ. Bởi vì là cho em hẹn là em chờ khoảng một tiếng cô trang điểm xong. Nhưng mà khi gặp cổ, lần đầu tiên gặp cổ ngoài đời thì ấn tượng như về cổ? Khi mà gặp lại đúng cái gu của em. Đúng gu luôn. Phải kêu một tí, phải cho chờ đợi một chút. Thế nhưng mà đấy, rồi có dịu dàng không? Có cái hôm đầu tiên gặp thì lại ăn mặc cái phong cách hoàn toàn khác ở trên Facebook. Tức là hôm đấy lại ăn mặc rất là thể thao. Thì em cũng bảo ok. Ô thế thì đây cũng là một người con gái thú vị đấy. Thế là em lại càng thấy thích thú hơn. Thế còn em? Thế còn em sao? Sao khi mà gặp ông xã ngoài đời? Không hề phải gu của em ạ. Lúc mà anh ấy rủ ạ, cũng rất là lâu em mới đồng ý. Kiểu đôi khi mình cũng hơn nể á, thì lúc gặp thì ra em thì lâu nay em nghĩ là ít ra cũng kiểu cao to để trai gì đó, nhưng mà lúc mà gặp chồng em thì chồng em cũng không cao lắm mà lại còn hơi mũm mĩm nữa. Lúc đấy bụng đã to rồi ạ. Tròn xinh xinh. Vâng, đã tròn xinh xinh rồi. Em tức là không phải gu thôi chứ em không phải là người đánh giá ngoại hình. Em vẫn để 3 chấm ở đấy, em vẫn để ngỏ ở đấy. Cái lần đi chơi đó về nhà là coi như là có quyết định là sẽ phải chinh phục cô gái này cho bằng được không nào? Thật ra cái quyết định mà chinh phục cô gái này thì từ cái lúc mà em tìm hiểu Facebook rồi, em đã xác định đây là mục tiêu rồi ạ. Thì em sẽ cố gắng để đạt được cái mục tiêu đấy. Rồi sau cái buổi đi chơi lần đầu tiên đó là sau đó là như thế nào? Thật ra đây cũng là cái lý do mà khi mà em xem chương trình Vợ Chồng Son,
là em đã muốn đến đây rồi. Vì em muốn chia sẻ một cái mà nó rất đặc biệt đối với em luôn. Tại vì là từ lúc mà em quyết định yêu anh ấy là gặp nhau có đúng 4 lần thôi. Mà mỗi lần cách nhau 2-3 tuần gì đấy. Tại vì là trước đấy là từ cho trước cái ngày mà em nhận lời anh ấy là em vẫn trong đầu em vẫn nghĩ là đây không phải là đây không phải lựa chọn của mình rồi. Nên là anh ấy rủ rất nhiều lần nhưng em cũng không để ý, em cũng không có không có nhiệt tình lắm. Bốn cái lần đấy đều rất là đặc biệt, mặc dù ít nhưng rất đặc biệt. Đó là lần đầu là lần gặp nhau như thế nhá. Lần thứ hai là cái lần mà đi xem bói, tức là lần em không đồng ý gặp đâu. Thì là anh này có nhắn tin thì anh bảo em đang ở đâu đấy, thì em bảo em đang đi xem bói với chị ở cơ quan, anh đang ở trên đường Hoàng Hoa Thám rồi, khi nào xong thì nhắn anh nhé. Mà xong thì em gọi, thì bắt đầu là em với chị đồng nghiệp của em đi một xe, anh ấy cũng đi một xe, và hai người cứ đi song song vậy. Đến lúc về thì cái chị bên đồng nghiệp của em mới bảo là thôi mà em mày đi chơi với anh ấy đi không, đi chơi với bạn đi không tôi. Chị thấy nó nhiệt tình quá, thôi thế đi chơi. Lần đó là lần thứ hai, kể cả sau lần đấy em vẫn chưa ấn tượng, nhưng em chỉ cảm nhận là anh này rất là nhiệt tình, chân thành với mình. Lần đấy, lần thứ ba là lần 14 tháng 2, 14 tháng 2 là ngày Valentine. Nhưng ngày hôm đấy em lại về quê để em đi dự đám cưới của bạn thân của em. Thế là anh nhắn cho em, anh hỏi là hỏi em đang ở đâu, thì em bảo là em đang về quê đám cưới. Thì anh bảo là lát anh về nhà em nhé. Về quê luôn. Vâng, về quê luôn. Thì lúc đó em đang ngồi với bạn, em bảo ôi anh này bảo là sẽ về đây này. Thì bạn em còn bảo là cậu cứ đồng ý đi, chắc gì người ta đã về. Thế em bảo em cũng nghĩ rồi, cứ đồng ý xem nào, để xem là nếu chân thành của anh ấy đến đâu. Ngay sau lúc đấy là anh đã chụp cái vé xe, là anh ấy đã bắt xe và đang trên xe rồi. Thế tối hôm đấy về nhà xong thì em đón vào về nhà ăn cơm với mẹ em luôn. Sau lần đấy em vẫn chưa nghĩ là vẫn em chưa gì hết. Sau đến lần thứ tư cũng sau đấy phải 2-3 tuần thì anh em nhắn với em là anh đang bị ốm. Em nghĩ là mấy lần trước anh nhiệt tình quá thì thôi, lần này mình đến thăm anh ấy cũng là cho bản thân mình một cái cơ hội để tìm hiểu anh ấy thêm một chút nữa, bởi vì anh ấy ở chỗ phòng khám anh làm luôn. Thì mình đến mình vừa xem chỗ làm anh như nào, biết đâu mình cũng là mở lòng một chút. Ngồi chơi xong anh ấy dẫn em lên cái sân thượng của cái tòa nhà đây, 9 tầng ấy, lên sân thượng của tầng 9. Bắt đầu hai người là nói chuyện với nhau nhiều hơn. Lần đấy là cái lần mà anh ấy chia sẻ với em rất nhiều thứ về cái quá trình mà anh ấy học tập, lao động và làm việc từ cái thời học sinh cho đến lúc mà anh ấy đại học. Và lần đấy là cái lần đầu tiên mà em cảm thấy ngưỡng mộ anh ấy. Và em cảm thấy cái trải nghiệm của anh ấy tuyệt vời quá. Sau lần đấy thì em cảm nhận được là kiểu em cảm thấy là phụ nữ yêu là khi mà họ cảm thấy ngưỡng mộ. Coi như là gục ngã rồi đấy. Thế cái hôm ấy em có tỏ tình luôn rồi đó. Em thời cơ đến nên em tỏ tình luôn. Và có nghĩa là cô ấy nhận lời luôn. Dạ. Một phát ăn ngay, ôi được phục 4 lần rồi, lần thứ tư. Nói chung là nó cũng nhờ cái bệnh đó. Và cái bệnh đó tự nhiên cái bệnh trong lòng nó không có sức khỏe cho nên tâm sự hết. Chị hỏi thật em hôm em bệnh gì? Hôm đấy thì là uống thật. Coi như là các bạn sinh ra là để của nhau rồi. Nha. Trong cái cuộc sống vợ chồng á, khi mà đã về với nhau rồi á, thì em thấy ở vợ em á, còn cái điều gì mà em chưa hài lòng lắm, em cần cổ thay đổi để mà cổ hoàn hảo hơn. Tức là em đến bây giờ nếu mà để em nhớ thì em không nhớ ra được, bởi vì nó không ở trong đầu em ấy. Nhưng mà với em thì nó không có cái khái niệm ở trong đầu ấy. Thế rồi, tức là đầu rỗng tuếch, không. Ôi. Vợ không có một cái gì gọi là xấu cả. Vợ chắc là nó như là xếp tổng trong đầu rồi nè. Em lưu tên vợ em là Chánh Tổng. Dạ. Rồi bây giờ tới em đấy. Trước đây khi mà em yêu ấy, là em nghĩ là hầu như con gái là cũng sẽ như vậy. Người yêu rất là chiều, ví dụ đương nhiên con gái sẽ có những cái lúc mà giận hờn vô cớ hoặc là nó hơi làm quá lên chẳng hạn, thì là thường bạn trai mình thì sẽ là an ủi bảo anh xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận nữa, rồi anh đưa em đi ăn này kia để dỗ dành chẳng hạn. Là có khi em mất vài ngày mới con gái mới thôi giận. Nhưng mà đằng này chồng em thì không, và đó là cái lần mà em bị sốc luôn chị ạ. Em cũng giận, em giận vì em nghĩ là đương nhiên là em lúc đấy em nghĩ là em đúng. Nhưng mà anh ấy, em nghĩ trong đầu là như mọi khi kịch bản sẽ là anh ấy dỗ dành em và anh ấy sẽ làm hòa với em. Nhưng không, anh ấy bật lại em luôn. Tức là anh bật lại, anh bảo là em như thế là em cũng không đúng đấy. Tức là lần đấy em bị ngỡ ngàng luôn chị, em không hiểu. Tại vì em chưa bao giờ trải qua kiểu đấy cả.
đó lần đầu tiên em nhận ra là à, mình cũng có cái không đúng và mình cũng bắt đầu mình cũng có đáng, quá đáng. Và đó cũng rất là ý nghĩa với em, bởi vì thật ra là đời xưa em cũng hơi đào hoa một tí, hay được chiều chuộng, được nuông chiều, được chiều chuộng, đúng không? Mình được nuông chiều và mình cứ nghĩ là mình luôn đúng. Nhưng mà khi mà gặp chồng em thì đã có những lúc em còn cảm thấy như là có thể mình phải trải qua một chút khó khăn gì đấy mình mới cảm thấy biết trân trọng tình cảm hơn. Thì đúng lúc chồng em xuất hiện, và chồng em là người làm em thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên có nếu mà để được thay đổi thì em muốn anh ấy kiểu như chịu khó làm đẹp hơn một tí. Vì em chồng em rất là đơn giản. Em nghe bạn bè anh ấy nói là hồi cấp 2, cấp 3 anh ấy cũng rất là chăm chút bản thân. Nhưng chả hiểu sao từ lúc quen em đến lúc lấy, anh ấy rất là đơn giản trong ăn mặc. Có cái gì anh tiện là anh sờ được cái gì anh mặc cái đấy. Hoặc là cái gì mà rộng rãi nhất, thoải mái nhất thì anh mặc. Chứ anh không quan tâm là đẹp hay là xấu. Anh chỉ có một mục tiêu, ví dụ về tình cảm, một mục tiêu thì anh ấy đã có chiếm được cái mục tiêu ấy rồi. Cho nên anh không cần thiết phải tìm ra một được mục tiêu khác để làm gì cả. Đấy là cái quan điểm của anh ấy. Không cần thiết là phải hào hoa bóng bẩy làm gì cả, bởi vì cái mục tiêu chính mình đã ôm rồi. Nhưng mà hôm nay nhá, mình ngỡ ra đấy, dạ thấy vâng. Chưa? Vợ mình lúc nào cũng muốn mình phải tươm tất, dạ. Mình phải đẹp, dạ vâng, mình phải hơn. Rồi, nhớ nhá, để ý nhá. Rồi. Xin cảm ơn hai vợ chồng nghe. Dạ em chào anh Quốc Thịnh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Nguyễn Đình Luân, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên dạy toán tư duy. Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tên là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, hiện em là kế toán, em 28 tuổi, là tuổi giao dịch thôi, còn tuổi thật sự là cùng với chồng. Cùng với chồng là sao? Là bằng tuổi với chồng ạ. À là 30. À là vậy. Ủa như vậy là hai em quen nhau trong trường hợp nào? Biết là biết từ hồi học cấp 2 rồi nghe. À học chung hả? Dạ đúng, học chung trường nhưng mà lên cấp 3 thì mới được vô học chung lớp. Ừ. Lên tới cấp 3 mới để ý đúng không Nhung? Dạ học hết cấp 3 luôn. Ở trường tổ chức ôn thi đại học thì lúc đó còn có một nhóm nhỏ thôi, lúc đó mới để ý tới nhau. À, em để ý Nhung ở điểm nào? Dạ em thì hồi xưa nói chung là đen. Nhưng mà được cái là cười có hai má lúm đồng tiền, với lại hồi đó tóc đen dài nhìn rất là thích. À, là vừa có duyên mà lại dạ. Vừa thùy mị đúng không? Dạ. Tóc dài. À, còn Nhung thì em có chút nào về cảm tình với Luân không? Dạ không. Không luôn. Lúc đó là bạn này để ý bạn này trước đúng không? Tại dạ. Vì thấy ấn tượng, còn bạn này chưa thấy gì hết. Không ấn tượng gì về bạn này luôn. Tại vì nhìn ảnh lúa vậy lắm, ốm mà da thì có trắng, nhưng mà em rất là ghét những người mà tóc quăng đó chị, mà lo tay giảo nữa, là cực kỳ ghét luôn, mà ảnh là dính hết luôn, nhìn như là ảnh avatar vậy đó. Mà hả ảnh lên ảnh trả bài á, em ấn tượng cái là lên trả bài á là hả nhướng cái chân mày lên vậy nè, cái trên trán á nó hai ba cái nếp nhăn luôn, nhìn nó kỳ kỳ sao á. Dạ, là coi như ấn tượng hoàn toàn không hề mỹ mãn chút xíu nào đúng không? Dạ. Ừ, nói chung nhìn nó nét rất là thiên tài. Rồi có nghĩa là hết cấp 3 rồi mới bắt đầu mới để ý anh. Dạ. Rồi lúc đó em mới chia tay người yêu, ảnh ngỏ lời á, thì cái em cũng chịu, nói thôi quen làm người thế thân đi, anh cũng chịu nữa. Trời, thì cũng như là chính thức quen nhau được hơn một năm thì em mới là có cảm tình thật sự. Một năm sau em mới có cảm tình. Dạ. Sau khi mà quen anh. Dạ, đúng. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Tốt nghiệp đại học xong là cưới luôn. Cưới luôn. Mãnh liệt dữ vậy đó hả? Nói chứ cũng 4 năm hả? 4 năm. Tính ra là 4 năm rưỡi á. 4 năm rưỡi. Em có thấy là Luân là người bên ngành toán thì có thấy Luân khô khan không? Cực kỳ khô khan chứ không phải là khô khan thường. Vậy khô sao? Như là ảnh mua hoa về cho em á, cái ảnh đưa nhỉ. Cái em nói cái gì vậy? À, anh mới lậm hả? Nó nói anh mới lậm á, lậm ngoài đường á. Cái em không lấy luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mà mỗi lần anh tặng quà là anh đưa mà anh không có nói gì hết trơn. Cũng như là hôm nay ngày lễ gì á, anh tặng em á, gì cũng có mua về đưa vậy. Khi yêu có giống vậy không? Cũng vậy luôn á, không có dám nói gì hết trơn á. Cứ đưa thay lời muốn nói là món quà vậy đó. Vậy đó hả? Dạ. Bởi vậy có nhiều khi á, cái lễ gì đó em thấy ảnh mua quà về cái tự em lấy luôn. Vậy á hả? Dạ. Có nghĩa là từ trước tới giờ là vậy luôn. Dạ. Vậy tại sao cưới không vậy? Em không cưới ảnh chứ không ai cưới ảnh đâu. Câu này là xuất phát từ trái tim luôn nè. Xuất phát từ trái tim luôn nè. Tại vì má chồng em với lại mấy chị dâu á lo lắng lắm, nói là hả, tánh của anh vậy không biết sao lấy vợ được. Hiền quá đúng không?
em bộ em tặng quà vợ em ngại em không nói hay là em không biết nói như thế nào hay là em làm biếng nói. Dạ, cũng có ý định nói nhưng mà lúc mà cần nói thì tự nhiên nó khó nói quá. Tự nhiên bị thụt lưỡi. Dạ, dạ giống như... Khó nói hả? Dạ. Vợ mình mà có gì đâu mà khó nói. Thì em... từ từ cũng ráng tập lại. Lưng phải cần đi chơi với anh một khóa. Dạ. Anh sẽ chỉ cho em một số cái ướt át và em phải chỉ lại cho anh một số cái khổ khen. Tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ 4 năm rưỡi rồi. Ủa như vậy thì ngoài cái chuyện mà khô khen ra thì còn có những tính tật xấu? Cũng bực cái gì là không có nói, cũng như đụng chuyện cái bực em cái để đó, cái bắt đầu em có chuyện em bực lại cái em cự ảnh á, cái xong ảnh mới nói là anh đang bực bội vậy vậy đó mà giờ em còn vậy nữa, là lúc đó em mới biết là cái là vấn đề bực... trước đó là ảnh có bực em rồi. Chứ không là không biết luôn. Hiền quá đúng không? Hiền ví dụ đi. Dạ cái chuyện này nó cũng hơi lãng xẹt. Là hồi lúc em có bầu em bé cũng được khoảng 8 tháng á, đi làm đường về nó bụi đi cái cảm thấy bị ngứa lỗ tai, cái kêu ảnh đi lấy bông lấy tai giùm, ảnh không đi. Thì xong cái em nói cái cầu thang á nó trọt kìa, nó trơn lắm, em đi lỡ té có chuyện gì sao? Ảnh ngồi anh giải thích em đang có bầu, ngoái lỗ tai không có tốt cho mẹ, không tốt cho bé, em ngủ đi là hết à. Cái em nói là ngoái vậy là nó hết à, nó hết ngứa à, là em mới ngủ được chứ không em thức tới sáng luôn á. Nói vậy mà ảnh vẫn ngủ. Rồi xong sao? Cái cơn em tức quá, em đi đùng em đi thiệt là nhanh luôn, em đi giống như em nói là đi cho té cho bỏ ghét mà không có té. Xuống em lấy bông em rái tay xong em văng mùng ở dưới nhà em ngủ riêng luôn. Cái em nằm đó cái hồi quay qua thấy nằm kế bên. Vậy hả? Cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Hơn 2 năm mà. Tới giờ đã tha thứ chưa hay vẫn còn giận cái vụ đó nữa? Có chuyện mà... Có cái chuyện gì mà em giận ổng từ trước tới bây giờ mà không thể nào mà em tha thứ được giận mà tới giờ em giận. Là cái bông rái tay đó. Là cái bông rái tay đó. Dạ. Rồi. Tại vì á, ảnh vô ý lắm. Ảnh về ảnh kể em nè, em cái anh làm chung ảnh á chỉ đòi ăn cái món đó xa lắm, mà ảnh cũng chiều chở với vợ ảnh đi nữa. Cái là em nhớ lên em nói á, người ta chiều người ta mua đồ ăn cho á, còn em có bầu mà em biểu anh á lấy bông lấy tay cho em thôi, anh cũng không lấy nữa. Cái đầu đang đi xe trò chuyện vui vẻ thôi ha, cái là đùng lên á. Có nhiều lúc là em tức lên em phóng xuống xe luôn á. Trời vậy hả? Dạ. Mà lý do làm sao mà em không lấy cái bông rái tay cho vợ để giận cho tới 2 năm trời nay? Dạ. Thì cái lúc đó thì do đi dạy thì cũng hay về tối, thì nhiều khi cũng làm biếng. Làm biếng mà dám biện hộ nào là móc lỗ tai ảnh hưởng cho đến toàn vợ và trẻ em ghê thiệt chứ. Bởi giận là phải rồi. Vậy á mà lúc đó không có nói, cứ nói là lý do vậy thôi à. Rồi sau đó em cũng nói giờ anh thôi, anh nói là bữa đó anh buồn ngủ quá đi, anh không có lấy được cho em đi, cái em bỏ qua em không có giận nữa. Cũng không nói nữa, nói anh đâu phải là diễn viên đâu mà nói theo cái lời sắp xếp của em. Là không nói luôn, cứ như vậy hoài luôn. Em nói anh mà không nói là anh buồn ngủ là em cứ ghim hoài á nghe, là nhất định không nói là không nói. Tới giờ em kể chuyện anh khui là chuyện này là em còn giận không? Dạ giận chứ. Tội nghiệp em quá tối nay vậy. Vẫn giận, nó kể chuyện thái độ vẫn giận dữ đó. Vẫn còn giận đúng không? Ừ. Vẫn còn ghim trong lòng đúng không? Chứ cũng như vợ người ta có bầu người ta chiều lắm chứ. Mà ảnh vậy á. Đó vẫn giận nó thấy chưa? Giờ cho chồng kể đi, sẵn đài kể luôn, kể xấu. Vợ em thấy hiền quá. Tính xấu của vợ. Dạ hiền ở trong mặt kém. Phải không? Thì nhiều khi em ở trước cửa thôi, cái vợ em đang ở sau nhà, cái kêu anh ơi, mà lỡ ở ngoài trước anh hơi ồn cái em không nghe. Mà khi tiếng thứ hai cái là nhiều khi là em bị nạt. Vậy hả? Dạ. Nạt sao? Nạt lớn không? Dạ đúng rồi, nạt lớn, nhiều khi hàng xóm cách xa cách trong mấy cũng nghe được. Trời ơi. Phải không đó? Tại kêu không nghe, kêu lên lần hai phải là lớn hơn chứ. Chứ cái âm thanh mà giống lần một thì ảnh lại hỏi là nói cái gì nữa sao? Rồi cái gì nữa? Cái mà ghê nhất là nóng tính. Ghê dạ. Nhất là nóng tính. Dạ. Có khi nào đập đồ, đập muỗng, đập đập chén, đập bát được không? Cũng có. Có luôn. Có luôn. Cái trận mà vợ của em mà nóng tính nhất gần đây nhất là cái trận gì em nhớ không? Lúc mà con hơi quậy là có quýnh con, lúc đó em giận nó mà không có nói. Rồi em giận mà không chịu nói. Dạ, nhiều khi nói thì lại sợ hai bên lại cãi giá là cuối cùng lại. Dạ. Nhưng mà tại sao vậy? Bộ em bức xúc cái gì sao mà em không kềm được? Như em làm lớn chuyện lên á mà ảnh nạt trở lại hay gì á là em im. Còn mà em làm lớn chuyện không ảnh im, cái em lại làm lớn thêm hoài vậy đó. Có nghĩa là tại vì anh không thèm nói gì. Dạ. Hết, anh cứ im lặng, em vô cảm luôn. Dạ, cái điều rồi. Mà em không đang nói là không cái gì hết trơn. Là cái cơn em còn nóng hơn đúng. Dạ. Không? Ủa em, có khi nào em nghĩ là đối với vợ như vậy là mình bị nhu nhược quá không?
Dạ thì chắc là em cũng đang trong quá trình biến đổi cho dữ dữ hay chút. Nếu như một ngày nào đó chồng em sẽ thay đổi hoàn toàn, sẽ cự cãi vã với em liên tục vậy thì em có thích không? Không thích, nhưng mà lúc đó chắc em sẽ đóng vai là anh. Thực ra cái vấn đề ở đây không phải là cái vấn đề tụi em cự cãi gây lộn với nhau. Cái vấn đề không phải như vậy. Vấn đề là vợ em cần cái cảm nhận của em về cái việc mà cô ấy đang nói. Em đâu cần gây, em đâu cần đánh hay là cần cái gì đâu. Em phải nói, em phải bộc lộ cái cảm xúc của em để cho vợ em hiểu là em đang vui hay em đang giận, em đang hờn, em đang yêu cổ hay là chán cổ hay là ghét cổ. Và nói thẳng ra là như vậy. Bởi vì vợ em không đọc được cái cảm xúc đỡ em, cho nên là vợ em cảm thấy bức xúc. Đúng không em? Dạ. Chứ không phải là vấn đề gây lộn hay đánh lộn ở đây. Đúng không? Dạ. Bây giờ nè, em nên nói hết với chồng em những cái điều em muốn đi. Nhiều khi em nóng quá, em nói trong cái cơn nóng giận thì chồng em không nghe, chồng em cũng không muốn nghe, thực sự là như vậy. Nhưng mà em nói trong bữa nay, nó như là một sự sẻ chia cho chồng mình hiểu. Chị nghe em nên nói đi. Em mong muốn là anh có cái chuyện gì mà bức xúc với em thì anh phải nói cho em biết. Chứ đừng có để mà em bức xúc em nói cái anh, lúc đó anh mới nói ra là cái nhiều chuyện. Nhiều chuyện nó dồn dập vô, cái bắt đầu lại cãi nhau nữa, nhiều khi giận có mấy tháng luôn. Em cũng nói cho vợ em hiểu đi, hai vợ chồng nên tranh thủ để mà hiểu nhau hơn. Chắc là cũng do cái tính em từ nhỏ là ít nói, rồi cộng thêm nhiều khi có một số lúc mà có chuyện em nói ra nhưng mà có khi là bị vợ phản ứng lại hơi quá lố á. Cũng từ đó mà hơi ngại nói luôn, rồi sau đó là dần dần là thành thói quen luôn. Đúng không em? Tại vì ảnh lúc nào anh cũng muốn là người khác nhìn vô á, gia đình em rất là hoàn hảo á. Như nhiều lúc á, em với là con em đùa giỡn nhau lớn tiếng anh cũng la nữa. Anh biểu là nhỏ lại mà em nói là em rất là đơn giản. Em vui á thì em cười, còn em buồn thì em khóc. Chứ mắc gì á mà mình đang vui mà mình phải cười mỉm chi thôi. Mình vui mình cười ha ha lên cho nó sảng khoái, anh không chịu. Anh nói cười vậy hàng xóm người ta nghe. Lúc nào cũng phải tỏ ra vẻ là một người nghiêm chỉnh, một người tốt, một người thì nói chung là nhìn vô là hoàn hảo vậy đó. Em thì em không có được vậy. Em có cảm thấy rằng nếu như mình như vậy và mình muốn vợ mình với con mình phải giống như mình vậy thì có thiệt thòi lắm cho vợ và con mình không? Cái đó thì em cũng biết rồi, thì em cũng đang cố gắng để thay đổi để tốt hơn. Tại vì bản chất của trẻ con á là nó phải la, phải hét, phải bộc lộ hết, đúng không? Dạ. Đó, còn chị nghĩ là ở đây á, cái cuộc sống của tụi em hiện giờ nó đang bị hai cái cá tính nó đang bị đụng nhau một cách quá mạnh. Phải có một người nhường bước trong cái chuyện này. Nếu mà để thời gian lâu á thì nó sẽ là một sự xa cách, một cái ranh giới rất là lớn giữa hai vợ chồng. Trong khi em á thì em muốn phá cái đó, tức là em muốn phá cái bức tường của chồng em. Nhưng mà em càng làm thì chồng em càng xây nó dày hơn. Em hiểu cái chuyện, bởi cái cách làm của mình chưa đúng. Thành ra em càng ngày em càng cố thủ, em càng xây cái bức tường nó càng dày hơn. Không có được. Bây giờ chị nghĩ là hai vợ chồng em á phải có những cái buổi, tức là tụi em phải ngồi nói, em mở, em cởi mở đi. Tại vì vợ mình mà, chứ có phải hàng xóm đâu, đúng không? Yeah. Em muốn ở cổ cái điều gì? Bây giờ em phải nghe chồng em nha, để em hiểu được cái tại sao chồng em lại như vậy nha, đúng không? Em đừng có nóng nha, em phải xác định như vậy mới được. Em nghe, sau đó em chắc lọc, từ tém lại để từ từ em có một cái mũi tiến công nó nhọn, nó mới đâm được cái bức tường của chồng em. Chứ bây giờ em làm nhiều hướng quá, đâm chàng bẹt là chỉ có đập vô rồi văng ra, đập vô rồi văng ra. Hiểu không? Nha. Rồi, về thử. Bữa nay thử đi cưng ha. Dạ. Chị nghĩ là tụi em sẽ làm được điều đó. Rồi, vậy nha. Dạ. Cảm ơn hai em. Thiệt có hai cái má phúng phính giống nhau á. Nó nghe nè, cái cặp này giống nhau quá. Giống lắm luôn á. Nó nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Giống lắm luôn á, sao lạ lùng vậy trời. Chào mừng hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình hai vợ chồng son. Hai trong một. À, hai anh em Kim, hai vợ chồng đến với chương trình vợ chồng son nha. Dạ. Mời hai em giới thiệu cho mình. À, dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình Vợ Chồng Son. Con tên là Trương Diệu Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là con là nhân viên kế toán. Kế toán. Chào Tần, rồi tới con. Dạ, Từ. Từ hả? Dạ, Diệu Từ. Diệu Từ. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Dạ. Tuấn Từ. Dạ. Tuấn Từ. Thuận. Hả?
Tuấn vẫn tờ không à. Tuấn từ Tuấn, Thuận à. Từ Thuận à, ba tờ dạ. Ủa nó nghe nè, con lái xe gì? Dạ con lái xe du lịch. Thế hả? Dạ. À, chắc đi thường xuyên nghe, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng xe rồi. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Nhiều dạ, đúng chắc, rồi. Bên này chắc ghen lắm không? Dạ, con à. Không ghen gì mấy đâu. Thôi để chút mình vô hỏi sâu, hỏi sâu nha. Đúng rồi, bây giờ Tuấn từ. Sao gặp nhau được ta? Kể nghe coi. Đoán nữa chứ. Hồi không đoán đâu ơi, đoán chặt lất hoài, suối hoài. Suối xong rồi máng vô mặt tôi. Ừ, tôi đoán cho. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của cô này nó lái. Đúng lái không? Xe thấy gặp thấy... lái xe tự nhiên gặp, coi giống... như nó bước lên xe cái hả trời mình quá vậy sao giống em mình quá vậy sao giống mình quá vậy hả rồi hai nhỏ kia cũng hả sao cho tài xế giống mình y chang vậy để cái tâm nhau. Sự với nhau tâm sự với để nhau để nhau sau cái chuyến xe đó để nhau rồi. Đúng không đúng không dạ không, không. Dạ. Hai chị em mình không có dính gì nữa làm thầy bói được rồi sao thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ, dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2, xong rồi bẵng đi 10 năm, không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á, xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Ảnh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt. Cái xong con mới trả lời tin nhắn. Cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau. Thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi. Ủa Tuấn, dạ. Giờ chú hỏi con nè. Ủa sao con lại gặp cô này của bạn cũ lại nhắn tin coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu nhưng mà lúc đó tình trạng của con không? Như nào? Dạ biết chứ. Lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì cũng đang lái xe, đang đi công tác. Nhưng mà chú hỏi nè, con nhắn cho nhiều người cùng một lúc hay là con chỉ nhắn cho một mình cổ thôi? Mình ơn bé Từ thôi. Nhắn cho mình ơn. Mà lý do gì mà con lại thả tin nhắn nhiều đến như vậy trong khi người ta chỉ có tin con nói? Ông lúc đó thì đang chạy lấy xe mà đang ngồi đợi khách thì con lướt Facebook á, con thấy cổ đăng hình. Thì con vô mới thấy bạn quen, bạn cũ thì mới vô mới mình mới thả tim. Rồi mình nhắn comment lên. Thì bẵng mấy ngày sau thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó. Đúng luôn á. Nhưng mà lúc đó con có bồ chưa? Dạ chưa. À lúc không con chưa có bồ. Dạ. Còn Từ thì sao? Dạ lúc đó con cũng chưa có bồ. Kiểu là con lúc đó con cũng không có tin vô cái chuyện tình yêu á. Cho nên là ai nhắn tin nhắn, thích thì trả lời, không thích thì thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà bữa đó con buồn gì mà con trả lời Tuấn vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện á, xảy ra trong công ty. Cái con ép. Dạ đúng rồi. Cái con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhom nhách à. Chắc bằng 1/3 bây giờ. Xong rồi hay đánh lộn trong trường. Rồi hay bị mời xuống bàn giám thị. Cá mà, biệt đó kiểu. Dạ đúng cá rồi biệt đúng không? Hay gặp chung với nhau với bạn giám thị á, chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong rồi ghét nhau lắm. Ngồi sau lưng bàn của con nữa. Xong rồi mỗi lần quýnh lộn á là đẩy cái bàn lên. Cái con nói hà với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy chúng ổng á. Nghĩ sao á hả, học không lo học tới ngày quýnh lộn. Rồi hả gặp cô chủ nhiệm con bắt kèm học thêm nữa. Cái con ghét con đâu có kèm đâu. Con cứ hả mỗi lần chỉ bài á là con cầm cái giấy con đánh vô đầu. Sao ngu quá vậy? Chỉ hoài không hiểu hả? Trời ơi sao tội nghiệp ông bà con ba đời quá vậy không biết nữa. Có nghĩa là trời. Ông bà mình nói ghét của nào trời trao của nó là đúng luôn á. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét trời lắm. Trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Tại cô Hồng Vân biết không, lúc đó là hà chồng con trong đội tuyển á, hà điền kinh của trường á. Cái xong mà được thầy thể dục thương á, cái lúc nào hà cũng chảnh chẹ đúng không? Chảnh chẹ. Con ghét lắm. Mà không phải là ảnh không chịu học không được nha, mà cái kiểu là trong giờ học á thì cứ bắt đầu hà lấy đồ giật tóc con, đánh con, phá. Mà ghét cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc đó Tuấn ghét nhỏ này hay thích nhỏ này mà chọc người ta vậy? Chắc khoái đúng không? Không có, tại trong lớp, trong trường mà mình đi mình chọc hết người này tới người kia vậy. Vậy đó hả? Chọc dạo vậy đó hả? Dạ. Thầy ổng cá biệt. Ổng cá biệt. Nhìn kỹ đi, ổng giống như trai em vậy đó. Đúng không? Ổng giống như trai anh vậy đó. Bây giờ em hình dung cái cảnh này, nhỏ ngồi siêng năng học á thì...
Đúng rồi đó cô Hồng Vân. Đúng không? Đúng không? Luôn. Mà không đánh lại nó. Đúng rồi. Nó giỏi đánh lộn quá mà làm sao mình dám làm gì nó, đúng không? Lúc đó là con chỉ đứng tới nách của ảnh thôi đó. Thấy chưa? Trời ơi, đánh lộn quá mà. Cho nên anh nói nè, cho nên chú nói nè, sau khi gặp lại nhìn thấy cô gái này, dạ, có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái thời đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ. Dạ, đúng gặp rồi. Lại cổ đúng không? Dạ đúng đó, tại vì do mình lướt mình thấy hình thì nó cũng dễ thương, lúc đó mình chưa có người yêu nữa. Thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao hôm nay từ mặn mà vậy. Mặn mà đâu, đậm đà. Đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi, ủa đậm đà là sao anh? Cái nói, chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi, con nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta hả? Như chai nước mắm vậy. Khen người ta là nước mắm á trời. Kỳ cục ghê luôn. Thật sự luôn, ông Tuấn này thiệt á. Cũng may đó nghe, ông không có so sánh con á, là coi như là giống như chai dầu ăn á. Không, lúc đó con ốm lắm chú Quốc Thuận. Lúc đó con có 57kg à. Còn bây giờ con tới 67-68kg lận. Là từ lúc quen ảnh là lên ký đều đều luôn. Rồi bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nè. Sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ, ngoài đúng rồi. Lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, một cái thằng mà nó hay nắm đầu con hồi đó đó, thì con thấy ảnh có một gì có thay đổi không? Và có ấn tượng gì cái thằng mà nó hay giật đầu con mình sợ không? Bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm, còn bây giờ á bự ơi là bự luôn. Xong rồi á, hai con sợ tôi chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con mấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai vậy, nói chuyện dễ thương hiền khô à. Cái xong rồi kêu ảnh hello em chào anh, lâu quá không gặp. Cái xong á ảnh cũng cười không mà không nói gì hết trơn á. Rồi xong rồi sau đó là coi như sau cái lần đó là coi như quyết định là cua bằng được thì thôi đúng không Tuấn? Lúc đó thì con nói chuyện bình thường thôi, thấy cũng nói chuyện cũng hợp ở trên tin nhắn rồi. Thì ra mình hẹn hò nhau, mình hẹn cà phê vài lần thì cũng thấy nói chuyện cũng thấy có vẻ hay. Hợp trúng cái gu của mình đang muốn kiếm. Cho nên quyết định cua luôn. Dạ, cua nhỏ bạn. Cua nhỏ bạn. Nhưng mà khó không Tân? Khó. Dạ, cũng nó khó cũng khó mà cũng dễ mà. Đâu cua kiểu nào bây giờ, chiến lược của con là con cua kiểu nào? Con chia sẻ coi. Thì con cũng nói chuyện rồi mà mình hiểu được cái tâm lý của chị á, mình có đón đúng vô cái tâm lý của chị, xong rồi bị siêu lòng. Rồi lâu đó, ngày cái là nó sao con sơ hở gì vậy cho ta nắm tâm lý vậy? Cô Hồng Vân chú Quốc Thịnh biết sao không? Lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều trở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoại trừ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn, con không đi đâu được hết trơn hết á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong rồi ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong rồi chở con về. Đó. Như vậy là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh. Cái chiến lược bảo bọc thì đã thì sao đi rồi. Không, lúc chứ đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi cho ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi này nọ. Lợi dụng nó đúng không? Không có lợi dụng, mình có tương tác, không có lợi dụng. Bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? Chắc cũng 2-3 tháng đó, con mới bắt đầu siêu lòng nhiều. Mới đầu là chỉ là thích thôi, xong rồi thương rồi sau này mới yêu. Chú hỏi thật lòng, con có nhớ là cái câu nói ngày xưa con nói là là ai xui là ba đời mới lấy cái thằng này? Con quên nhớ luôn câu đó chú Quốc Thịnh. Xong rồi tới lúc mà con gặp lại bạn của con á, là cũng chơi chung với ảnh luôn á, là bắt đầu bạn con chọc đó, mày thấy chưa, hồi đó mày nói hả xui ba đời lấy chúng ổng, bây giờ mày lấy rồi đó, mày chưa sáng mắt mày chưa. Coi như là lúc mà gặp là quên câu đó rồi. Bây giờ nè khi bắt đầu mà tụi con yêu nhau rồi là sau 4-5 tháng sau đúng không? Dạ không. Là con mới yêu bạn này. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Là con mới có cảm tình với bạn này. Ừ. Là lúc đó là con có cho bạn ấy nắm tay hay là có cho bạn hung con hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á. Trời ơi, cái bụng mở bóp đã lắm. Bóp bóp tưng 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 tưng. Tức là sau khi mà 3-4 tháng mà bắt đầu khi con đã cảm thấy con yêu rồi, lâu rồi con ôm luôn á. Hay là không mới cái gặp ngày đầu luôn tiên con gặp là con đã ôm luôn.
là ba khoái luôn rồi đó. Sao mà khó khăn dữ vậy ta? Đúng. Vậy mà vẫn chưa yêu người ta nữa? Dạ không, yêu nó khác, mình quen mình kia là thích, đúng không? Rồi, thích, mình chỉ thích thôi. Thích bụng bự cho nên ôm vậy đó. Rồi, rồi bây giờ thích nè, rồi ôm cái bụng bự, rồi lúc yêu rồi thì là ôm cái gì? Mình ôm tới những cái bộ phận khác trên cơ thể. Rồi lúc đó có cho người ta hôn không hay sao? Mình phải hôn xong rồi mình mới tiến xa hơn. Nhưng mà nè, dạ. Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Tức là nó phải có một cái động thái, nó phải có một hành động. Lúc mà mình con hẹn gặp cô ấy rồi là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó con đang đi công tác nữa. Thì ở ngoài Phan Thiết lần mà mình về, lúc mà con chạy xe về á, con nói tối con về con sẽ gặp. Thì tối con về tới thành phố, vô tình về tới thành phố bị kẹt xe quá, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra. Thì ra đó khoảng tầm 11, qua nhà bạn rồi khoảng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ. Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh. Như là ông qua giờ Linh đó. Trời ơi sao mà chị em với nhau. Trời ơi 50 năm sau là chắc có lẽ là như là ta, hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi. Nói một lượt á. Mở ra cái nói một lượt á. Đó. Rồi. Sao con? Qua rồi. Ngày mới đúng không? Đúng rồi, đúng cái ngày, tại vì con thấy cái ngày 30 tháng 3 nó đẹp hơn, nó con tỏ tình là 29 đó. Đúng không? Ngày 30 đẹp hơn ngày 29 đúng không? Cô gái mà phải chọn số nữa chị. Rồi, vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ, dính liền. Chịu liền luôn đúng không? Đâu đâu. Dạ. Rồi chú, vậy là hên rồi. Chú muốn biết là con tỏ tình sao, con nói sao? Thì con cũng nói thì sau một thời gian nói chuyện rồi thì thấy mình hợp nhau. Có nhiều cái nó chia sẻ được với nhau thì thôi từ làm bạn gái Tuấn nha. Lúc đó con lấy chiếc nhẫn trong túi ra nữa, chuẩn bị sẵn rồi. Con quỳ xuống rồi con làm tỏ tình thôi. Chị thì siêu liền. Siêu liền, có đeo nhẫn luôn không? Dạ đeo luôn chứ. Bây giờ cái nhẫn nó còn không? Dạ còn, nhưng mà giờ mập quá đeo hết vừa. Rồi sao? Rồi có hôn nhau cái nhẹ không? Thì hôn đậm không? Hôn đậm không? Không nhẹ thôi. Không nằm. Cũng đang ngại. Lúc đó còn nhát lắm chú Quốc Thần. Rồi. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Thường là bạn bè hay khắc khẩu hay gây nhau có lắm. Có cãi lộn không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay, chia chân rồi á hả, đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Xong rồi á hả, nói chung là làm mấy cái chuyện khùng điên cũng có nữa. Khùng điên là sao? Giống như bữa đó con đi làm về, xong rồi tới 10 giờ tối, gần 11 giờ cái nói anh ơi em buồn quá, anh chở em ra Vũng Tàu chơi đi. Cái xong chở con ra Vũng Tàu thiệt. Cái ra tới ngoài 3 giờ sáng cái tụi con đi vô mini stop ăn uống xong rồi tới 6 giờ sáng tụi con đi ăn bánh khọt xong tụi con đi về. Chà hai đứa này nó bận dữ chị một. Thì đó. Bận quá đó, chị ơi. Đó. Ở ra nó hưởng thụ ghê. Trời ơi vậy đó, hai đứa đi xe máy chở nhau đi. Dạ, 6 giờ sáng hôm sau cái tới 7 giờ con đi làm. Trời ơi không công nhận khùng điên thiệt, cả một đêm không ngủ luôn. Dạ đúng là một đêm không thật ngủ luôn. Thật sự sao phải ăn hải sản hay sao? Vô mini stop giống như Sài Gòn đó, có. 3 giờ sáng lúc đó không ai bán hết chú Quốc Thuận. Thì đó, bởi vậy nhưng mà còn ăn bánh khọt cho bằng được rồi mới về. Bánh khọt là ngon. Ngon. Rồi đi sao làm còn chuyện khùng điên gì nữa không? Đi làm bữa đó có ngủ gật không? Dạ không. Mà ông này ông lái xe mà ông dám thức nguyên một đêm vậy đó. Dạ qua mai con nghỉ luôn chứ. Tại vì lái đâu có nổi nữa hả? Rồi bây giờ nè, có những cái chuyện mà khùng điên nào mà trong cái hoàn cảnh là hai đứa chia tay chưa? Chia tay dạ có. Có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quề trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm anh không nhắn tin làm quề, cái con mới tức quá, mà con cũng không có thích là hà phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm, hà con lấy dao lam á con gạch lên tay, mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa giải cũng không có được cho nên gặp .. ra cái xong máu nó cũng dĩ tí xíu à. Cái con chụp hình cho bạn con coi, cái bạn con á chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tấn lúc đó khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy rạch tay thấy rạch dữ lắm mà sao vậy, cái .. như mũi chích vậy. Rồi xong con sao? Con sợ không? Lúc đó còn cũng hơi run run, sợ chỉ làm thiệt. Thì rồi là sao? Lúc đó con mới nhắn tin cho chị. Nhắn tin chọc tức con. Rồi sao? Gửi lại cái hình cho con, nói
ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê bé. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm nói nghĩ sao vậy, tôi gạch tay vậy đó để máu rỉ từ từ rồi hả nó chảy ra rồi hả mình mới chết được, chứ hả gạch một lần nó chảy hết một lần rồi đâu có chửi lộn được nữa đâu. Đó xong rồi hả ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em, cái hả con nói là ăn rồi, mới vừa hả đặt Grab bay kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con ủa em ship gì vậy, em kêu thuốc chuột. Rồi sao? Cái là trong cái khoảng thời gian đó nhắn tin, vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật đật chạy, chạy tới liền. Cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp vậy? Đặt nhiều nhiều nha, chứ tướng em như voi á, đặn hộp uống không có chết đâu. Trời ơi, đặc quỷ. Quỷ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin, vừa nhắn tin chọc tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chỉ. Tức là nó chọc để cho đừng chết á, tại vì tức quá chưa tức chết quá. Được phải chửi. Phải chửi nó. Đó. Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm 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 vậy. rồi xong rồi, tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới. Nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy 2 năm. Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tang ở nhà. Lần thứ nhất, lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, xong rồi lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Dạ, dịch. Đúng. Ví dụ dịch này thì hại nhiều lắm. Dạ, hại nhiều cặp đám cưới lắm. Đúng luôn. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái. Ồ, như vậy là được 6 tháng thôi. Như vậy là các con cũng đã yêu nhau rất là lâu. Dạ đúng có rồi. Có thời gian, đúng không? Rồi cứ là... vậy rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2 đi. Là sao nè, cái tính xấu nào, Tuấn nói trước đi. Dạ, tính xấu của cô Từ, cô Từ có nhiều tật xấu không? Dạ thì... cứ từ từ gãi nhé. Cưới xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Dạ. Ví dụ trước mắt là đã bừa bộn rồi. Mà con gái mà bừa bộn rồi nhưng mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ coi cái bừa bộn nó cái độ nó cỡ nào. Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á thì trong đó toàn rác không à. Tại đồ bác ăn xong, có cái gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Mấy cái giấy tờ mà rác xong, bà xé xong mà cũng bỏ cho ông. Thì đó. Đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ mê. Mà của chị á, thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, chị gọi về cho con hỏi, ủa đồ em để đâu? Trời. Là con phải chạy về con lấy. Thì con có, ủa đồ của em mà sao anh biết tưởng nằm đâu mà anh kiếm. Đó, đã bừa bộn vậy rồi. À, còn không chịu ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này làm. Mỗi lần mà dễ sợ, nhưng mà nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con ngớm bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài, con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giơ tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong anh để xuống là bắt đầu hả, anh đem lên, anh cất lên, anh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nghe. Dạ. Rồi giờ đó. Tiếp tục đi con đó. Còn tính xấu nào nữa không con? Cũng hay căng nhằn á. Dạ. Cũng cằn nhằn. Coi như là bà bừa bộn nè. Cằn nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm á con. Thí dụ lề mề thôi. Dạ, có lần thì lúc mà chuẩn bị mình đi đám cưới á thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Thì bà con cũng sợ bà cằn bà lề mề. Thì 4 giờ 5 giờ cũng kêu bà đi chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới đó, con đi làm hết mấy tất cả rồi mặc đồ xong hết, dắt xe đồ xong hết, chỉ đợi bà ra đi thôi. Mà tới đâu hơn nửa tiếng sau nữa lúc mà con kêu bà không biết chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì nữa, trên nó làm gì nữa mà lâu. Mà trang điểm. Con là lề mề nè. Đó lề mề rồi còn cái gì nữa không? Có nhây nhưa không? Có mấy người nghe đi tắm một lần nghe là đâu nửa tiếng một tiếng đồng hồ luôn á. Giờ con là vô lịch rồi.
Mới không biết vô trong toilet làm gì, tiếng mấy mới ra. Thì là lề mề đó. Là vô con trong toilet là một tiếng đồng hồ. Ừ. Dạ. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây lắm. Giỡn cũng nhây. Ví dụ giỡn nhây sao? Nửa đêm, nửa hôm đang ngủ 12 giờ cái tự nhiên giận đầu nhau giỡn. Giỡn gì giờ đó trời. Chọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được cái bà chọc con rồi. Mà trong cái đó mai con nói con dặn là mai con đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bà cứ 12 giờ bà chọt à. Trời ơi, tại vì bà lây con đó ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Ừ. Đừng có huông á. Có huông á. Cái này nó thích 12 giờ sao qua 12 giờ khuya. Ừ. Đó. Ừ. Rồi. Là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó. Nãy giờ không hớt lắm, mình muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Đúng nóng rồi, lắm. Trời ơi, con nhiều. Nóng mỏ lắm rồi đó. Tức ảnh đó hả lạ hả lề mề. Cô không vâng nghĩ đi, mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình nào lạ hả, mình tẩy tế bào chết, xong rồi mình sơ sức kem dưỡng da, mình gọi đầu, mình xả hấp dầu rồi mình xả. Nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn, xong rồi lâu lâu thì mình phải soi gương là mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không, hay là râu mép rồi hả, lông mi có rụng cọng nào chưa. Đó thì mình thơm tho sạch sẽ lúc nào cũng hỏi ừ em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở một tiếng đồng hồ trong hả toilet. Rồi làm biếng, ảnh rất là làm biếng đi tập gym, ngủ đi tập gym, mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm, anh lười lắm nè, anh sốt rồi nè, anh đau bụng quá à, anh đau đủ đầu lý do. Đủ đó. Lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi hà, bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi. Ảnh cũng bắt chú con uống nước ép luôn, xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ, cái bắt đầu hà đổ mồ hôi, kêu em ơi anh lạnh quá, anh sốt rồi, run, cái khều khều con, em lát mà hà anh giật á, em lấy cây kim á em chích 10 đầu ngón tay anh nha cho máu nó chảy ra coi cho anh bị tăng xong á. Cái xong rồi hà rồi con biết cái màu rồi, đói quá chắc đói mệt. Đói tụi biết á. Xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn. Nó xong mà tỉnh liền. Cháo gà thì là cháo là có con gà, thịt gà đàng hoàng. Nảy xuống nó nấu cháo gói, bỏ khô gà. Gọi là cháo, cháo gà. Cháo gà đó chứ một, gà, cháo gà. Cái lá chanh khô nữa, tổng lên đốt ngoan, họ kêu là cháo gà. Thì đúng là rồi, cháo gà. Cháo gà, cháo gói, có con thịt khô gà là mình cháo gà. Xong con sợ ăn thịt không á là xong không có hạ chất xơ, con phải bỏ lá chanh vô nữa, con bỏ thêm mấy miếng ớt vô luôn. Ăn cho nó tỉnh á cô Hồng Vân. Nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con. Rồi còn gì nữa nè? Có một cái tật là lúc mà chưa quen á. Không, chưa có cưới á, là ảnh á mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á là em ơi, em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra. Mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Đó, xong. Ông sĩ diện á. Đúng rồi, rất là lịch sự luôn. Cưới về, con sáng con vô con đang đánh răng. Em, mở cửa, gì vậy? Anh đau bụng, mở cửa. Cái xong con phải mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng, cứ đánh răng là anh chạy vô, Cái xong ai hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy? Nói mỗi lần anh nhìn em á, anh mới cảm thấy thỏa mãn, anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi, em biến thái quá thôi. Rồi có... Tiếp có đi những... con, tiếp dạ. đi, tiếp đi. Trời ơi, nhiều cái lắm, để con ngồi lại con kể tiếp. Lúc mà mới quen á, là ảnh có nói với con á, là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con, 24 ngày, còn 6 ngày á, là những cái ngày con rụng dâu á, là sẽ không có chiều con. Xong cưới về, đi tỉnh hết 2 tuần, có khi 3 tuần, còn 1 tuần á, xui á, rơi trúng cái ngày con rụng dâu á, là nguyên tháng nó con treo mỏ luôn. Thiệt là... giờ biết làm sao giờ ta. Giờ em nó đi em nó đi xa rồi, ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ làm sao giờ. Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhớ ăn phở bò, bỏ thêm đậu hành, thêm một cái lòng đào nữa nha anh, tối nay mình về miêu 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 miêu. Là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu. Thôi vậy được rồi, tại vì do hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thấy không? Dạ đúng cho rồi. Cho nên là ảnh đi lại đi làm mà. Đi làm mà đúng không con? Dạ. Chứ cũng mà lúc chưa cưới con không biết làm sao, lúc chưa cưới ở Sài Gòn miết luôn á, là
khảo bài đủ luôn mà không biết sao đi tỉnh về, cưới về xong đi tỉnh miết luôn, không biết có trốn con không nữa. Mẹ hỏi đi. Anh trốn em không? Không, công việc mà sao trốn. À, về có như là tiền bạc là kinh tế là cô ấy giữ hay sao? Dạ thì lương con cũng biết thôi. Dạ. Dạ tại vì bây giờ mình trả lương qua thẻ mà nó có cái chế độ internet banking á chú Quốc Thuận. Xong rồi mày con vô điện thoại ảnh luôn là con cài sẵn cái chế độ mà chuyển tiền tự động. Giống như ảnh lãnh lương ngày 25 đúng không? Con sẽ cài ngày 30 tự động tiền của ảnh qua thẻ con, không cần phải nhắc. Trời ơi. Hay quá. Cái này chắc chị phải chỉ cái này cho con Liên nha em. Chỉ gì vậy? Chỉ cho nó xài cái chiêu này hay mà. Trời ơi, chỉ làm gì? Trời ơi, bảo quán xuyến hết luôn á chứ. Mà thôi đừng có chỉ cái chuyện của ta mà. Kỳ cục đó. Nó chứ con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ, con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe. Rồi bớt nóng tính cọc cằn. Rồi thương vợ xíu. Thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Còn con sao Tấn? Dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn. Với lại bớt hay tính con nít trẻ con. Dạ vậy thôi à. Chỉ có tính bừa bộn vậy thôi. Bây giờ 6 tháng này nè, hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở chung nhà đó đúng không? Dạ. Thì là còn phải kiềm chế nhiều nữa. Tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi. Lòi hết tính xấu ra. Có gì lòi hết. Xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Bây giờ Tuấn nó muốn con đừng bừa bộn mà cô thấy cái đó hợp lý. Em tối là... không có nói chuyện đâu cô Hồng Vân ơi. Tối về anh coi Thế Giới Động Vật không à? Khoái hả? Thì coi đó hay mà. Thà coi cái đó hơn thì coi mấy khác. Nhưng mà lại không có tâm sự với vợ hả? Không nói chuyện. Hai đứa sao? Cùng coi một bộ phim nào đó rồi... Nói chung là có thể là không nói trực tiếp với nhau thì thông qua cái nội dung bộ phim đó. Ví dụ như con coi phim về tình yêu chẳng hạn. Ví dụ như đó, có những cái phim nó gọi là cái dòng phim gì đó. Cái dòng phim tình cảm á, cái dòng phim đó đó. Mình coi phim, đừng có coi phim bộ, coi phim tình lẻ cảm thôi. Cảm tâm lý. Cái coi, cái xong cái dụ như con muốn Tuấn cái gì á, cái con sẽ nói, trời ơi anh ơi, đó. Cái kiểu vậy đó, em thích đó, em thích kiểu vậy đó, ví dụ vậy. Cái Tuấn nó chứ, đó, rồi em thấy không, phụ nữ mà nó không có bừa bộn, em thấy nhìn nó khỏe ghê không? À. Thấy nó này, đó, cái kiểu vậy đó, cái tự nhiên mình góp ý nhau từ từ đó con. Đối phương sẽ tự hiểu là, bạn kia của mình muốn cái gì, thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó, là khỏi được những cái giây phút lãng mạn đó con. Đi. Dạ. Có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm vô cho nó thôi, chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Đó. Hai đứa có muốn có em bé luôn chưa? Dạ hiện tại là con chưa. Tại vì con còn ham chơi lắm, ảnh cũng ham chơi nữa. Đó. Nhưng mà trước khi mà có em bé thì chú có lời khuyên Tuấn á. Tuấn thì chắc không có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không nhậu, bụng nước ngọt không phải bụng bia. Tuấn phải thật sự là giảm cân. Dạ. Giảm cân tại vì mập quá nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nghe Tuấn nghe. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi.